Xin chào các bạn, niềng răng mảng máng trong suốt bây giờ được rất là nhiều quan tâm, khá là phổ biến cũng như là được giới thiệu rất là rộng rãi tới mọi người. Tại sao lại được quan tâm như thế? Bởi vì nó phù hợp với tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, mọi nghề nghiệp và mọi công việc. Ai cũng có thể niềng răng bằng cái phương pháp này. Bởi vậy nếu như ai đang mà quan tâm tới phương pháp chỉnh nha bằng máng trong suốt thì xin theo dõi cái video dưới đây. Niềng răng trong suốt Invisalign là gì? Niềng răng trong suốt Invisalign là quá trình niềng răng bằng những cái máng trong suốt úp chặt trên cái bề mặt răng và di chuyển răng đến vị trí mong muốn. Invisalign hoạt động như thế nào? Theo cái chỉ định của bác sĩ, mỗi một cái máng như thế sẽ di chuyển tầm 0,25mm. Thường cái quá trình niềng răng Invisalign sẽ kéo dài tầm từ 20 cho tới 50 máng. Nhưng với những răng đơn giản thì chỉ cần đeo một cái gói tầm khoảng 20 máng thôi. Nhưng còn với những cái răng phức tạp hơn thì thậm chí là 50, hơn 50 máng. Để mà đảm bảo được cái kết quả mà di chuyển răng theo đúng cái chỉ định, mỗi một người cần đeo máng từ 22 tiếng trong một ngày. Tức là bạn chị sẽ chỉ tháo máng ra khi mà ăn uống thôi. Thế sau khi ăn uống xong, bạn vệ sinh răng sạch sẽ, bạn lại úp máng vào. Invisalign phù hợp với những ai? Niềng răng máng trong suốt phù hợp với tất cả mọi đối tượng, mọi lứa tuổi, mọi nghề nghiệp, mọi công việc, phù hợp hết. Cái hệ thống Invisalign ra đời từ cách đây tầm 20 năm. Với những cái ban đầu ấy thì lựa chọn ca khá là khó. Nhưng mà hệ thống Invisalign phát triển rất là nhanh và hoàn thiện dần dần tất cả các cái quy trình của mình. Từ G1 cho tới bây giờ đã tới G8 rồi. Công nghệ cải tiến rất là nhiều. Cho nên là Invisalign phù hợp với tất cả mọi đối tượng. Kể cả là răng hô, răng móm, răng lệch lạc, răng khớp khểnh, răng khớp cắn hở, răng khớp cắn sâu. Đấy, chỉ không phù hợp với những trường hợp mà có sai lệch về xương hàm. Ưu nhược điểm của Invisalign. Ưu điểm của nó thứ nhất là rất thẩm mỹ, bởi vì nó là máng trong suốt, nó úp lên trên cái bề mặt răng, cho nên là với một cái khoảng cách tiếp xúc vừa phải thì cũng không có ảnh hưởng gì thẩm mỹ cả. Các bạn hoàn toàn có thể cười một cách thoải mái trong cả cái quá trình đeo máng. Cái ưu điểm thứ hai là nó rất là thuận tiện, bạn không bị ảnh hưởng gì trong cái quá trình chỉnh nha liên quan tới ăn uống cả. Bởi vì bạn sẽ tháo ra khi mà bạn ăn uống, sau đó vệ sinh sạch sẽ thì bạn lại đeo vào. Đấy, kể cả là các bạn là sinh viên mà đang học ngoại ngữ chẳng hạn, thế nếu như mà các bạn mà đeo mắc cài ấy thì có thể nó sẽ hơi cản trở một chút cái việc phát âm của các bạn. Thế nhưng mà cái máng trong suốt này thì không có cản trở gì cả, nó hoàn toàn thoải mái. Đấy, và cái ưu điểm thứ ba nữa là nó có thể rút ngắn cái thời gian mà chỉnh nha hơn một chút xíu, vài tháng so với lại cái chỉnh nha mắc cài. Cái ưu điểm thứ tư nữa là cái cảm giác đau nó sẽ ít hơn, nó nhẹ nhàng hơn so với lại cái chỉnh nha bằng mắc cài. Nó có một cái nhược điểm duy nhất là giá thành nó khá là cao. Thì tùy theo từng ca, nó sẽ rơi tầm từ 70 triệu cho tới hơn 100 triệu, 150 triệu cho một quy trình chỉnh nha. Niềng Invisalign có đau không? Như tôi đã nói ở trong cái phần ưu điểm, nó cũng có đau, không thể là không đau. Nhưng mà cái đau của nó rất nhẹ nhàng, nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với lại những cái chỉnh nha khác bằng mắc cài. Niềng Invisalign có nhanh hơn niềng mắc cài không? Cũng không ai khẳng định được cái điều này. Tuy nhiên ấy thì trong cái lâm sàng, theo cái kinh nghiệm lâm sàng của tôi, nó thường rút ngắn hơn tầm từ khoảng 3 đến 6 tháng đấy, so với lại cái chỉnh nha bằng mắc cài. Quy trình niềng răng trong suốt Invisalign. Quy trình của nó sẽ bao gồm, đầu tiên là các bạn sẽ phải đến để thăm khám với bác sĩ. Sau đó thì sẽ cho bạn chụp X-quang. Trên cái phim X-quang đấy tôi có thể chẩn đoán được là cái lệch lạc của bạn có liên quan đến xương hàm hay không. Thế và sau khi mà có cái phim X-quang rồi, chúng ta sẽ tiến hành cái scan ở trong miệng. Cái scan trong miệng đấy nó sẽ chụp toàn bộ tất cả cái hàm răng của bạn. Sau khi mà chúng ta đã thống nhất được với nhau rồi, tôi sẽ lập một cái kế hoạch điều trị. Trên cái kế hoạch điều trị đó, tôi sẽ điền vào đầy đủ là mong muốn của tôi là và bạn là gì. Ví dụ như là mong muốn là hết hô này, mong muốn là hết khớp khểnh, hết lệch lạc này. Thế thì sau khi điền cái form đấy rồi, tôi sẽ up cái form ấy lên trên hệ thống Invisalign. Thì cái hệ thống Invisalign sẽ lên một cái kế hoạch điều trị 3D, mà cái thường gọi ở trong chuyên môn gọi là cái clean check. Thì trên cái kế hoạch 3D đó, nó sẽ chỉ cho cả tôi và cả bạn cái răng của bạn hiện tại như thế nào, và đến kết thúc cái quá trình chỉnh nha nó sẽ được như thế nào. Nếu như cái clean check mà hoàn hảo, không cần phải điều chỉnh, thì tôi sẽ trao đổi với bạn và chúng ta sẽ cùng đồng ý với lại bên hãng về cái clean check này. Sau khi mà đồng ý rồi thì bên kia người ta bắt đầu sản xuất máng.
Ví dụ như là đây là một cái mà tôi vừa mới nhận được xong cho một cái bệnh nhân mới nhất. Thì tất cả cái quy trình này đây, tất cả các máng sẽ như thế này. Thế và sau khi có cái hệ thống máng này thì bắt đầu quá trình điều trị bắt đầu. Đầu tiên là cái máng số 1 bạn sẽ đeo khoảng 2 tuần để cho thích nghi với lại cái việc đeo máng. Xong bắt đầu máng thứ 2 thì tôi sẽ bắt đầu gắn các cái attachment ở trên răng của bạn. Xong sau đó thì cứ 2 tuần chúng ta đổi máng một lần. Và bạn cứ đeo cho tôi tối thiểu một máng là 22 giờ trong một ngày. Thì dần dần răng sẽ di chuyển đến cái vị trí mong muốn. Nếu như không có cái trục trặc gì trong cả cái thời gian đeo máng thì kết thúc toàn bộ cái quá trình chỉnh nha đó là xong, ta lại tháo các attachment ra, thế và làm sạch răng và có thể là đeo cái máng duy trì trong tầm độ khoảng từ 3 tháng tới 1 năm nữa. Thì quá trình chỉnh nha sẽ hoàn tất và bạn sẽ có một hàm răng như là mong muốn ban đầu. Ở trên đây là tất cả cái quy trình của cái quá trình chỉnh nha Invisalign. Nếu như mà các bạn có bất cứ một cái thắc mắc gì hoặc là quan tâm gì thì hãy để lại comment và bình luận, tôi sẽ trả lời. Tôi là bác sĩ Nguyễn Thị Thái, chuyên gia chỉnh nha Invisalign của V-Dental.